Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021, Chủ nhật thứ 21, thường niên 5B. Và đoạn tin mừng của chúng ta vừa mới nghe trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 6 có một cái câu rất là thấm thía mà ta nghe rất là quen, ta đã hát rất là nhiều lần. Bỏ Ngài thì con biết theo ai? Ngài mới có lời đem lại sự sống đời đời. Thưa anh chị em, với đoạn tin mừng này, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói một câu mà rất nhiều người đã bỏ đi. Nhưng sau đó thì Chúa Giêsu hỏi lại một câu, thì lại có một số người ở lại. Và ông Phêrô đã đại diện cho cái số người ở lại đó với Thầy. Ông đã đại diện để nói một câu rất là cảm động và thấm thía. Chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Vậy là Chúa Giêsu đặt các môn đệ của mình ngày xưa cũng như đặt với chúng ta ngày hôm nay một cái thái độ phải chọn lựa, tin hoặc không tin, đi theo Chúa Giêsu hoặc từ khước Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ lại cái bối cảnh trước cái đoạn tin mừng này, thì ở Ca-phác-na-um, Chúa Giêsu đang là một hiện tượng nổi bật, này là một siêu sao, đã có những lời giảng dạy rất là hùng hồn, lại có những phép lạ rất là hy hữu. Đám đông tuôn đến, đồn đại lắm. Và người ta trầm trồ thán phục Ngài. Và người ta đã có cái ý tưởng manh nha là sẽ tôn Ngài lên làm vua. Mới đó mà Chúa Giêsu còn là một siêu sao thì bây giờ đám đông như thể là vỡ mộng. Người ta bỏ đi, cho là Chúa Giêsu nói những lời rất là chướng tai. Còn nhóm 12 thì sao? Chúng ta thấy ông Phêrô đại diện để mà trả lời một câu rất là dễ thương, tuyệt vời. Nhưng mà rồi cả cái nhóm 12 đó cũng sẽ phải trả giá cho cái thái độ chọn đi theo Thầy Giêsu. Phêrô thì sợ hãi trước cái mãnh lực của thế gian nên có lúc đã chối Thầy. Judas thì giữa cái bả vinh hoa phú quý quyền lực, Judas đã có thể đành lòng bán đứng Thầy. Rồi ông Thomas, bao nhiêu lần Thầy đã giảng dạy về cái chết và sự sống lại của chính Thầy, nhưng mà đến khi Thầy sống lại rồi thì lại không tin. Nên cả cái nhóm 12 ngày xưa và cả chúng ta bây giờ, nói thì hay lắm nhưng mà còn phải sống rất là khó. Chúng ta thường bị dao động trước một cái ngã ba đường, chọn bên này hay là chọn bên kia, chọn một cái trước mắt là nó đem lại cho chúng ta lợi lộc, dễ dãi, thành công, hay là chọn một cái ngã rẽ mà rồi nó sẽ bắt mình phải trả giá bằng tiền bạc của cải, trả giá bằng danh tiếng, trả giá bằng danh dự, lại trả giá bằng có khi cả sinh mạng nữa. Thì trước cái ngã ba đó, con người ta dao động, bâng khuâng, lo lắng, chần chừ, do dự, không biết sẽ chọn bên nào. Ta chọn Chúa Giêsu hay là chọn theo phàm nhân? Ta chọn cái trước mắt của nước đất hay ta chọn cái về lâu về dài của nước trời? Anh em chúng tôi có tham gia phong trào hướng đạo. Ở tuổi tráng sinh thì chúng tôi có một cái tập tục gọi là tráng sinh lên đường. Tức là có thể là chơi hướng đạo từ bé đến lớn, cho đến lúc này thì coi như anh đã vào tuổi tráng. Ngày xưa là trưởng thành 21 tuổi, bây giờ thì có khi phải 30 mới được gọi là tráng sinh.
thì cái người tráng sinh đó có một cái nghi thức gọi là tĩnh tâm để lên đường. Rồi sáng hôm sau sẽ được chính thức tham dự một cái nghi thức lên đường, đội một cái mũ, đeo một cái ba lô, phát cho một cái bản kinh nghĩa sĩ của Thánh Ignacio. Và quan trọng nhất là cái anh Bảo Huynh sẽ trao cho chúng tôi một cái cây gậy gọi là gậy lên đường, gậy đi đường. Cái cây gậy này nó là một cái thân cây bình thường thôi, nhưng mà nó có một cái chạc ba. Và chúng tôi sẽ cầm cái ngón cái mình vào đúng cái chỗ chạc ba đó, hai cái nhánh nó bẻ cong lên, cầm đó mà đi. Hướng đạo bảo là từ đây về sau em sẽ phải đi một mình. Em sẽ phải đối phó với bao nhiêu là cái nghịch cảnh. Và có những lúc em sẽ phải chọn lựa. Và cái ngón tay cái em nằm ở giữa, hai bên là hai cái nhánh chẻ ra hai bên như là cái nạng. Nó làm cho em phải suy nghĩ, biết chọn lựa cái đúng, cái sai, cái sáng, cái tối, cái trắng, cái đen, cái thiện, cái ác. Và đương nhiên đối với tất cả những người tín hữu Công giáo chúng ta thì giữa Thiên Chúa hay là phàm nhân, giữa nước trời hay nước đất, cuộc sống không dễ dãi, không nhẹ nhàng như người ta nghĩ, nhưng luôn luôn có những bài toán phải tìm ra đáp số, luôn luôn có những quyết định phải chọn lựa. Thì bài tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, ta chọn lấy cái sự sống đời đời hay ta chỉ chọn cái sự sống tạm thời. May lắm là chỉ được một đời, may lắm là cái sự sống đó có thể đem lại cho ta cái lợi lộc của một đời, trong khi Chúa Giêsu thì cho ta một cái sự sống đời đời. Sự sống đó thật ra thì cũng không phải là một chuyện gì cao xa, xa lạ. Nó là tình yêu, nó là bình an, nó là ước mơ, là hy vọng, là hạnh phúc, là tình người, là tất cả những giá trị thật đẹp ở trong cuộc sống. Nhưng nếu nó chỉ là một lời của phàm nhân, bất quá là một danh ngôn nào đó thì cũng chỉ tạm thời, tạm bợ mà thôi. Nhưng nếu đã là lời của Chúa Giêsu thì bỗng nhiên tất cả những giá trị đó ta có thể gặp được ngay trong cuộc sống này, ngay từ bây giờ. Nhưng nó có giá trị vĩnh cửu, có giá trị đời đời. Trong những ngày mà đất nước của chúng ta đang phải trải qua cái đại nạn virus Vũ Hán, tất cả chúng ta cũng phải đối diện trước sự sống hay sự chết. Chúng ta nhân cái cơ hội này đặt lại vấn đề cho thái độ sống của ta để tìm ra được một câu trả lời. Ta chọn Chúa Giêsu hay là chọn phàm nhân? Ta chọn ngay cái vĩnh cửu hay là ta chọn cái tạm thời? Chúng ta nguyện một kinh mừng để phó dâng tất cả những nạn nhân trực tiếp của đại dịch COVID, những người còn sống hay đã không qua khỏi. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.